Khi xử lý vấn đề về tình yêu và hôn nhân, điều quan trọng là phải tiếp cận một cách cẩn thận và có chiến lược. Dưới đây là các bước cơ bản để giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ. Bước 1: Giao tiếp một cách hiệu quả. Mục tiêu: Tạo dựng một không gian an toàn để cả hai có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và lo lắng mà không sợ bị đánh giá hay bị phán xét. Cách thực hiện: Hãy chọn thời điểm và địa điểm phù hợp, khi cả hai đều không bị căng thẳng vì công việc hay các vấn đề khác. Sử dụng ngôn ngữ tôi để diễn đạt cảm xúc của bản thân mà không đổ lỗi cho đối phương, ví dụ, tôi cảm thấy buồn khi thay vì bạn làm tôi buồn. Nhớ lắng nghe một cách chân thành, không gián đoạn và cố gắng hiểu quan điểm của đối phương. Bước 2, xác định vấn đề chính và tìm kiếm giải pháp mục tiêu nhận diện rõ ràng những vấn đề cốt lõi đang gây xung đột và tìm cách giải quyết chúng một cách hiệu quả cách thực hiện hãy cùng nhau liệt kê các vấn đề và đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng vấn đề đó sau đó đề xuất các giải pháp khả thi cho từng vấn đề cân nhắc ý kiến và cảm xúc của nhau cuối cùng thống nhất về một hoặc nhiều giải pháp để thử nghiệm đặt ra mốc thời gian để đánh giá tiến trình và hiệu quả của giải pháp Bước 3, cam kết và thực hiện các thay đổi. Mục tiêu: thực hiện các thay đổi cần thiết để cải thiện mối quan hệ và cùng nhau xây dựng một môi trường tình yêu và hôn nhân lành mạnh. Cách thực hiện: hãy đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn để cả hai có thể theo dõi tiến trình. Nhớ hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau trong quá trình thực hiện các thay đổi, đừng quên khen ngợi nhau khi thấy cố gắng từ phía đối phương đánh giá định kỳ tiến trình và hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch nếu cần việc giải quyết vấn đề trong tình yêu và hôn nhân đòi hỏi sự kiên nhẫn cảm thông và sự nỗ lực không ngừng từ cả hai phía các bước trên không chỉ giúp giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ bạn đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân ứng dụng happy wedding yêu và cưới là người bạn đồng hành hoàn hảo cho bạn đặc biệt là hoàn toàn miễn phí với những tính năng độc đáo và hữu ích ứng dụng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch và tổ chức đám cưới cũng như duy trì hạnh phúc gia đình sau này với happy wedding yêu và cưới bạn sẽ không chỉ có một đám cưới hoàn hảo mà còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc